để cùng với em mà chỉ được phân cạnh một dòng quá khứ về với quãng thời gian mà khói lửa chiến tranh nhanh chóng và trở xanh trong bầu không khí khắc ủ cho tổ quốc hy sinh, một con người Việt Nam đã mạnh mẽ đứng lên nói với thực dân Đô Hộ rằng chúng tôi đã quỳ nửa đời người rồi, một khi đứng lên sẽ không quỳ xuống nữa. Và chính bởi tinh thần ấy, bởi sự kiên cường bất khuất ấy đã làm nên những chiến công oanh liệt lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Và cụm từ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu chắc hẳn sẽ khiến mọi người hình dung ra về một chiến dịch lịch sử của dân tộc, đúng không ạ? Và đó chính là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Và để hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ thành công và thắng lợi, ngay sau đây chi đội Mạc Thị Bưởi chúng em sẽ gửi tới toàn thể hội thi tiết mục múa kết hợp với thể hiện đại mang tên Đường Lên Phía Trước. Đây không chỉ đơn thuần là một tiết mục chúng em đem tới để dự thi, mà nó đem cho chúng em niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời Hướng Mắt lên sân khấu để đón xem tiết mục Đường Lên Phía Trước đến từ chi đội Thôn Hạnh. Xin được phép bắt đầu. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã thông qua phương án chiến dịch Điện Biên Phủ, chấp nhận cuộc chiến đấu trận địa đầu tiên. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được cử làm Tư lệnh kiêm chính quyền chiến dịch. Cùng mây đen gió lạnh, rừng đông u, những bước chân vội vã.
thi thất thủ Điện Biên Phủ, hội nghị Roma để chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương khai mạc. Các đồng chí, trận chiến Điện Biên Phủ của chúng ta. Lời thề năm xưa của huyết tử quân Hà Nội đã thành hiện thực, hẹn ngày về thủ đô. Nếu